Xin chào những vị khách hàng của Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du. Hiện tại thì bác sĩ Việt đang thực hiện một ca nâng mũi bọc sụn vành tai cho vị nữ khách hàng của chúng ta ngày hôm nay. Thì bác sĩ Việt đã sắp hoàn thành xong ca mũi này rồi nha mọi người. Đây là một ca mũi cấu trúc, tái cấu trúc lại toàn bộ mũi cho chị khách hàng. Thì trước đây cái tình trạng mũi chị gặp phải đó chính là mũi chị bị thấp, không có sống mũi nha. Đầu mũi rất là ngắn và trụ mũi của chị thì không có được đưa ra. Thì ngày hôm nay sau khi được tư vấn thì chị đã thực hiện phương pháp là nâng mũi bọc sụn vành tai để cải thiện dáng mũi của mình rất là nhiều. Thì bác sĩ Việt đang thực hiện khâu những vết khâu cuối cùng để hoàn thành chiếc mũi cho chị ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem hình ảnh của chị trước khi thực hiện phương pháp nâng mũi này nha. Đây mọi người có thể nhìn thấy từ góc 45 độ của chị thì phần đầu mũi của chị rất là ngắn nè, và phần sống mũi thì như là không có, mũi chị rất là thấp và phần đây mũi của chị hơi bị hết, cho nên là lộ rõ hai lỗ mũi của mình ha. Đây góc chính diện mọi người có thể nhìn thấy, về góc chính diện thì mũi của chị rất là thấp và không có sống mũi, không có sống mũi. Và sau khi được bác sĩ tư vấn thì chị đã quyết định thực hiện phương pháp nâng mũi bọc sụn vành tai để cải thiện chiếc mũi của mình. Đây, có thể nhìn thấy. Sau 45 phút thực hiện thì chị sẽ có một chiếc mũi mới. Thì đợi bác sĩ Việt khâu xong vết thương cho chị thì chúng ta sẽ cùng xem là chiếc mũi của chị đã thay đổi như thế nào nha. Mọi người có thể thấy phần cánh mũi của chị nè, to và hơi bị hát, cho nên là lộ rõ hai lỗ mũi. Bác sĩ sẽ bọc sụn vành tai sẽ giúp mũi chị dài ra nè, hai cái lỗ mũi của chị sẽ được thu hẹp lại và nâng cao sống mũi của mình lên ha. Đây. Cô này có một cái đặc điểm là mũi của cô này là hết đầu mũi ít thịt, phần thân mũi thì cân nó hơi xẹp nhiều và nó ít lớp cân và cái da nó mỏng, cho nên là bạn này là bác sĩ chọn là mổ hở để kéo cái đầu mũi ra một tí, dựng trụ bằng kết hợp với bọc sụn tay ở đầu mũi để cho được cái mũi nó cao và cái trái mũi nó có được một tí cho cái dáng mũi nó đẹp hơn. Đây bác Việt đang hoàn thành cái công đoạn cuối cùng là khâu cái phần khâu phần mũi cho khách. Đây thì các bạn đây mọi người cùng xem lại hình ảnh của chị khách hàng trước khi thực hiện phương pháp nâng mũi nha. Thì mọi người hãy nhìn vào chiếc mũi của chị nè. Đây phần sống mũi thì rất là thấp và cánh mũi rất là to, bè khiến cho chiếc mũi của chị không có được hài hòa với gương mặt. Thì thực hiện phương pháp nâng mũi bọc sụn vành tai này sẽ giúp miếng sụn vành tai sẽ được ghép vào phần đầu mũi nè, giúp cho đầu mũi của chị, da đầu mũi được dày dặn hơn, che chắn phần đầu mũi, hạn chế cái tình trạng lộ sống hay là bóng đỏ sau khi thực hiện phương pháp nâng mũi nha. Đầu mũi của chị cũng sẽ được đưa dài ra và trông nó sẽ hài hòa với gương mặt hơn là lúc trước khi chị phẫu thuật nha. Đây mọi người có thể nhìn thấy. Ở phòng phẫu thuật kế bên thì bác sĩ Như Mai đang chuẩn bị thực hiện căng da mặt bằng chỉ cho vị nam khách hàng. Ngày hôm nay anh đến thực hiện căng da mặt bằng chỉ để cải thiện cái tình trạng làn da của mình và giúp nâng cơ, ghi lai và trong gương mặt sẽ trẻ trung hơn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sang phòng phẫu thuật kế bên để xem bác sĩ Như Mai đã chuẩn bị tới đâu rồi nha. Bác ơi, đây là bạn có cái gì? Ở bên phòng phẫu thuật kế bên thì bác sĩ Như Mai đang thực hiện chuẩn bị căn da mặt bằng chỉ cho vị khách hàng. Đây. Đây là bác sĩ.
sĩ Việt đang thực hiện những mỗi khâu để hoàn thành cho chị khách hàng của chúng ta một chiếc mũi đẹp ha. Hình ảnh sau khi phẫu thuật của vị nữ khách hàng này thì sẽ được gửi đến quý vị khách hàng trong cái livestream lần sau nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở livestream tiếp theo.